Lời chứng của nhà truyền giáo Samuel Hermandes Phần 3, tội lỗi của một số người đã rơi xuống địa ngục, thờ thần tượng ở một số quốc gia và hiến tế trẻ em. Chúa Jesus nói với tôi, hãy đến, tiếp tục bước đi. Khi chúng tôi bước vào hoàn toàn, chúng tôi đến một vực thẳm mênh mông ở độ sâu lớn. Có bóng tối. Khi tôi quay sang bên trái, tôi nghe thấy tiếng hét tiếng hét rất mạnh nhưng tôi không thể nhìn thấy mọi người khi chúng tôi đứng ở một độ cao lớn tôi nhìn sang bên trái và tôi thấy một con đường rộng có một lỗ hổng trên một bức tường đá bên trái bên phải là một bức tường rất cao không ai có thể trèo lên bức tường đá này một đám đông người đang đi về phía này chúng bị ép chặt vào nhau và không ai có thể vừa vặn được nữa một số đẩy về phía trước và tôi nhìn ra phía sau và có một đám đông đang ngã xuống phía sau nơi đó có rất nhiều người đã ngã xuống đó những người ở phía trước đã cố gắng để không bị ngã nhưng đã có lúc họ không thể và họ rơi vào khoảng không tôi thấy họ đã biến mất giữa bóng tối đó chúa giê đã đi xa hơn ngài nói với tôi hãy đến tôi đến gần chúa và ngài đã ôm tôi trong vòng tay của ngài Ngài ông tôi và nói Nào Nào chúng ta cùng đi xuống Chúng tôi bắt đầu đi xuống đột ngột giữa bóng tối Nhưng trong ánh sáng đến từ Chúa Giê-xu Tôi nhìn thấy những con người rất kinh khủng Chưa từng thấy ở đây trên trái đất Hóc của chúng không có mắt Tóc của họ đang rụng Một số bộ phận có tóc Và ở các bộ phận khác Da của chúng đã bị tan chảy Tôi nghĩ ngọn lửa bốc ra từ mặt đất Nhưng khi tôi nhìn vào mọi người ngọn lửa đã bốc ra từ cơ thể họ có một hoạt động khủng khiếp ở địa ngục tất cả đều vừa chạy vừa la hét không có một linh hồn nào không hét lên tất cả mọi người đều tuyệt vọng và tôi nhìn thấy đám đông lớn đó rơi xuống như những giọt nước ở nơi đó tôi hỏi chúa ơi tại sao họ lại chạy chúa nói với tôi mỗi người trong số họ đang tìm kiếm một lối thoát nhưng họ sẽ không bao giờ tìm thấy lối ra Tôi đã thấy cách họ chạy qua tất cả các phòng trưng bày. Có hàng triệu triệu người, người lớn, người già trên khuôn mặt của họ, thành thiếu niên trẻ tuổi, người già đã qua đời. Tôi hỏi, lạy Chúa, tại sao lại có nhiều người ở đây? Chúa nói với tôi, Satan đã lừa dối họ và bây giờ họ đang ở nơi này. Chúa giê -xu đi cùng tôi ở một nơi xa hơn phía trước và nói với tôi, con đã thấy địa ngục có hình bản đồ giống như hình người chúng ta hãy tiến vào bàn chân phải ngay bây giờ chú nói với tôi ta muốn con đi qua từng phòng trưng bày mà chúng ta hiện đang bước vào xa hơn nữa tôi thấy những người đã hét lên tôi nhìn thấy một người phụ nữ có khuôn mặt bị dính chặt vào một hòn đá người phụ nữ đó hét lên rất đau đớn mà tôi không hiểu cô ấy cô ấy kêu lên ồ tại sao tại sao tại sao tôi không tin vào bạn khoảnh khắc cô ấy nói lời đó Chúa Giêsu đã hét lên bằng một giọng mạnh mẽ làm rung chuyển địa ngục. Chúa Giêsu nói, ta đang ở đây. Khi Chúa Giêsu nói lời này, tất cả mọi người đều nhìn lên và một ánh sáng chiếu xung quanh Chúa. Nó trông giống như Chúa giê Sớt và tôi đang ở trong một quả bóng bảo vệ chúng tôi. Chúng tôi đã ở trên không khoảng 3 mét. Mọi người ở trên đầu nhau và la hét, Chúa Giêsu, Chúa Giêsu, Chúa Giêsu, giúp chúng tôi ở đây, xin hãy đưa tôi ra ngoài. Mọi người đều muốn Chúa giê đưa họ ra khỏi nơi này. Tôi đột nhiên bắt đầu khóc và tôi nói, lạy Chúa, xin ban ơn và thương xót. Chúa giê nhìn về phía chân trời và không để ý đến mọi người. Tôi nói với Chúa, lạy Chúa, họ đang gọi Ngài. Tại sao Ngài không trả lời họ? Chúa phán với tôi, con ơi, cha muốn con biết rằng đôi tai của ta đang đóng lại vào lời cầu nguyện ở nơi này ta không thể nghe thấy chúng nữa ta đã nghe thấy lời cầu nguyện của họ khi họ còn ở trên trái đất nhưng không ai trong số họ sẽ khóc với ta và không ai trong số họ muốn nghe ta họ sẽ nghe thấy tiếng nói của thế giới họ đã nghe thấy tiếng nói của satan và linh hồn của họ đã đến sống ở nơi đây mãi mãi chú nói với tôi hãy đến và chúng tôi biến mất khỏi nơi đó ngày thứ mười ba vào ngày thứ mười ba chú giê xuất lại đến và gọi tôi tôi cảm thấy như ngây ngất và chúng tôi đã trở lại tôi không cần phải rời khỏi cơ thể và trôi nổi nhưng ngay lập tức chúng tôi xuất hiện ở lối vào địa ngục chú nói với tôi ta muốn con biết tại sao các linh hồn lại ở đây địa ngục là một nơi trừng phạt như ta đã nói với con chúng tôi bắt đầu đi xuống từ từ và trong các phòng trưng bày mọi người đang chạy có điều gì đó khiến tôi chú ý, đó là tiếng kêu của một người phụ nữ đang chạy. Tiếng hét của cô ấy vang vọng và mạnh dần lên. Tôi hỏi, chú ơi, người phụ nữ này là ai? Chú phán với tôi, người đàn bà này đã sống trong tội lỗi suốt thời gian trên đất. Ta đã dành tình cảm của ta cho cô ấy nhưng suốt thời gian qua cô ấy đều phớt lờ ta. Satan đã lừa dối cô ấy và giờ cô ấy phải chịu sự dày vò của hắn. Tôi chợt nhìn. Cô ấy xuất hiện ở một trong những phòng trưng bày. Người phụ nữ đó hét lên và một con quỷ khổng lồ đuổi theo và cười lớn. Giữa bóng tối tận cùng mà tiếng cười làm địa ngục trùng mình. Người phụ nữ đó hét lớn khi một con quỷ dùng giáo đâm vào người cô. Con quỷ bắt đầu la hét với cô ấy, cô gái điếm. Cô gái điếm. Tôi hỏi, chúa ơi, cô ấy có phải là gái điếm không? Chúa nói với tôi, con trai ta đã ban cho cô ấy vẻ đẹp chúa đột nhiên thực hiện một cử chỉ và với cử chỉ đó một màn hình xuất hiện một sàn cát quát xuất hiện trên màn hình và một người phụ nữ xinh đẹp xuất hiện đôi mắt của cô ấy có màu xanh lam một người phụ nữ xinh đẹp thanh lịch đang diễu hành trong bộ váy cưới cô mỉm cười với mọi người cô ấy có một thân hình đẹp tất cả mọi người ở nơi đó đều kinh ngạc về cô ấy Cô ấy đi hai lượt ở đó và ngay lập tức, cuộc diễu hành kết thúc. Tất cả những người đàn ông chạy đến với cô ấy và ở giữa những người đàn ông đó là một người đàn ông theo đạo Chúa. Tôi nói, Chúa ơi, người đàn ông ở đó có khuôn mặt của một nhà truyền giáo. Chúa nói, con ơi, ta đã sai người này đến nơi này và anh ta lấy một cuốn kinh thánh ra khỏi một tập tài liệu. Khi mở cuốn kinh thánh ra, anh ta nói, tôi không đến để xin chữ ký của cô, anh ấy có một mảnh giấy để đưa cho cô ấy, anh ấy nói, chú bảo tôi sáng nay đến và nói với cô rằng ngại yêu cô rất nhiều, khoảnh khắc anh đưa cho cô tờ giấy và khi cô nhìn thấy nó, cô đã nói, anh ngu ngốc. Chuyện gì đã xảy ra với anh vậy, và cô ấy xé tờ giấy và ném nó vào mặt anh ấy và cô ấy nói với anh ấy, tôi biết anh là một nhà truyền giáo từ một tạp chí danh tiếng và một chương trình truyền hình rất nổi tiếng. Một người đàn ông như anh thật khùng điên anh không biết rằng tôn giáo của Phúc Âm là một sự nguyền rủa. Nếu không có tôn giáo của Phúc Âm, chúng tôi sẽ sống hạnh phúc trên thế giới này. Khi người phụ nữ đó nói lời này, cô ấy thấy mình đang ở trong địa ngục. Cô ấy nghe thấy tiếng của Chúa Giêsu và bắt đầu hét lên với Chúa Giêsu: tôi sẽ không nói như thế nữa. Tôi yêu Chúa Giêsu. Con quỷ quay trở lại với cô ấy và cô ấy đã chạy khắp nơi đó. Con quỷ đuổi theo những người đàn ông và phụ nữ đang ở nơi đó. Họ la hét. Địa ngục thật kinh hoàng. Tôi nói, lạy Chúa Giêsu, không còn nữa. Xin hãy rời khỏi nơi này. Chúa Giêsu đã nói, nào chúng ta đi. Khi tôi trở lại cơ thể của mình trong phòng của mình, tôi bắt đầu khóc vào ngày hôm đó. Tôi đã trở lại để thú nhận mình trước Chúa Giêsu Christ vào ngày hôm đó tôi đã khóc trên đầu gối của mình tôi nói lạy chúa xin tha tội cho con con không muốn kết thúc ở nơi đó ngày hôm đó tôi nghe tiếng chúa bên trong trái tim tôi rằng ta đã đổ huyết ta vì các ngươi máu này làm sạch con hãy sạch sẽ theo mọi cách của con hãy sống trong hòa bình và sống trong sự thánh thiện và ta sẽ trao cho con vương miện của cuộc sống ngày thứ mười bốn vào ngày thứ 14, chú đưa tôi đi xem các hình thức tra tấn của địa ngục Chú nói, ta muốn con nhìn thấy điều này Đột nhiên tôi thấy hàng triệu người bị đọa vào địa ngục Có một người đàn ông cao lớn Anh ta có cơ bắp và anh ta đến địa ngục giống như cách anh ta ở trái đất Anh ấy đến với cơ thể bình thường của mình Đột nhiên một con quái vật xuất hiện trên không và bắt đầu tiếp cận anh ta con quái vật bắt đầu dùng ngón tay chạm vào ngực những chiếc đinh trên những ngón tay đó như sắt và nó bắt đầu viết trên ngực anh người đàn ông đó hét lên sau đó anh ta bắt đầu được tiêu thụ bên trong đột nhiên tôi thấy da anh bắt đầu bám vào xương tôi đã thấy những miếng thịt rơi xuống đất như thế nào tôi thấy ngọn lửa đột ngột bùng lên từ bụng anh ấy như thế nào tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ đi xem các cơ quan bên trong nhưng những gì tôi nhìn thấy là bộ xương của anh ấy khói đang di chuyển trong anh tôi hỏi chúa ơi khói này bốc ra từ bên trong cơ thể của người đàn ông này là gì vậy chú nói với tôi đó là linh hồn của anh ấy thứ đang di chuyển là linh hồn của anh ta và thứ ở bên ngoài là thể xác tội lỗi của anh ta giống như ta được phục sinh với một thân thể vinh hiển từ ngôi mộ vì vậy ta đã cho anh ta một thân thể tội lỗi. Anh ấy cảm thấy đau trên cơ thể đó bằng năm giác quan của mình. Người đàn ông đó đã hét lên trong rất nhiều dằn vặt. Ngón tay của con quỷ đã viết xong nên tôi nhìn vào trong lòng ngực của anh. Nó được viết, tôi ở đây vì tội tà dâm. Anh ta cũng bị gán ghép như một con da súc. Da của người đàn ông đó đã được đánh dấu và sau đó những con quỷ chạm vào một thứ khác trên ngực của anh ta. Tôi nhìn và thấy một tấm biển có số 666 trên da của anh ấy. Khi tôi nhìn thấy dấu hiệu này trên ngực của anh ấy, tôi đã hỏi, "Lạy Chúa, đây là số mà ngài đã nói với con." "Chúa nói với tôi, đây là con số của cái chết. Số này là từ nơi này. Nơi này tự nhận dạng bằng số này. Satan tự nhận dạng mình bằng con số này trên trái đất. Anh ấy đang làm việc với những người theo dõi con số này." Tôi thưa với Chúa, trong lời có chép rằng con số được đánh dấu trên bàn tay và trên trán. Nhưng người đàn ông này đang nhận số trên ngực của mình. Chúa nói, ngực là nơi chứa trái tim. Dấu hiệu này trên trái đất theo nghĩa đen sẽ nằm trên trán và trên tay phải. Đây sẽ là con dấu của trái tim vì nó là từ trái tim của họ, họ lần đầu tiên chấp nhận con số của cái chết. Khải huyền 13, 16, nó cũng khiến mọi người, nhỏ và lớn, giàu và nghèo tự chủ và tôi mọi đều chịu ghi dấu hoặc trên tay hữu hoặc trên trán chúng tôi đến một phòng trưng bày khác và tôi đã thấy những con quỷ tra tấn con người như thế nào đã có người giẫm đạp lên người khác có một số người đã đánh nhau chú nói những người đó đã có gia đình và khi họ sống trên trái đất như một gia đình vì vậy ở đây trong địa ngục họ tiếp tục như một gia đình Đột nhiên một người phụ nữ hét lên rất nhiều và những ngón tay của cô ấy bắt đầu chạm vào da của cô ấy. Những mảnh da thịt rơi rụng. Đầu cô ấy hói. Cô ấy hét lên. Cô ấy không có mắt. Chú nói, cô ấy không có mắt nhưng cô ấy có thể nhìn thấy từ cơ thể thuộc linh của mình. Cơ thể của cô đã xuống cấp và trên ngực cô có dòng chữ tôi đến đây vì làm gái mại dâm. Mỗi người bị đánh dấu bởi tội lỗi của họ tôi hỏi lạy chúa tại sao tội lỗi của họ được viết ra chúa nói với tôi đây là tội lỗi mà họ thực hành nhiều nhất trên trái đất tội lỗi này đã đánh dấu họ trên trái đất vì tội lỗi được thể hiện ở nơi này mỗi người mang tên tội lỗi của mình tương tự như vậy trong vương quốc của ta mỗi vị thánh sẽ có một cái tên mà ta sẽ đặt cho đó là một cái tên mà cha ta đã đặt cho con đó là một tên mới con trai con sẽ không có tên của tội lỗi vì ta đã làm sạch nó bằng huyết của ta. Ngày thứ 15. Vào ngày thứ 15 khi chúng tôi trở lại nơi này, Chúa đã nói với tôi, "Ta muốn con biết làm thế nào một linh hồn lại đến nơi đau khổ này." Đột nhiên chúng tôi rời khỏi nơi này và đến một đường cao tốc lớn và chúng tôi nhìn thấy một chiếc xe hơi. Tôi hỏi, "Chúa ơi, tại sao chúng ta lại ở đây?" chú nói với tôi con sẽ biết điều gì xảy ra khi cái chết đến trên thế giới theo đúng nghĩa đen cái chết đến nhưng những người đàn ông phớt lờ nó con sẽ thấy khi tử thần gõ cửa bất chợt tôi nhìn thấy một chiếc ô tô nhỏ đang đi với tốc độ cao tôi nhìn thấy một chiếc xe tải đang chạy tới phía sau chiếc xe nhỏ đó một chiếc ô tô khác lao ra đường khiến chiếc ô tô nhỏ đó va vào xe tải chiếc xe nhỏ đó đã đâm mạnh vào chiếc xe tải một người phụ nữ bị ném qua kính và bay về phía trước tài xế tử vong bị đập chết trên vô lăng người đàn ông kia bỏ ra sau xe người đàn ông của chiếc xe tải đã bị văng ra ngoài và khi chiếc xe tải quay lại nó đã cán qua anh ta tôi thấy người chết dừng lại nhìn xác họ ở đó và nhìn linh hồn họ họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra người phụ nữ đó bắt đầu nhìn lại chính mình và cô ấy đã chạm vào chính mình người đàn ông trong chiếc xe tải cũng đứng dậy và bắt đầu đi bộ cậu bé đã chết ở đó nhìn thấy cơ thể bị nghiền nát của mình và nói làm thế nào nó là cơ thể của tôi ở đó khi tôi ở đây họ bắt đầu gọi mọi người nhưng không ai nghe thấy họ người phụ nữ bắt đầu gọi mọi người và không có ai đến với cô ấy cậu bé ngồi sau xe đứng dậy ngạc nhiên nói giờ thì tôi đã hiểu gì tôi đang nói gì rồi cô ấy đã nói với gia đình tôi về cái chết họ đã dạy tôi đây là cái chết vì tôi và gia đình tôi đã kể cho tôi nghe về điều đó họ không biết họ đang ở bên kia thế giới tâm linh và đằng sau họ là bóng tối bao la bên trong đám mây đen đó là một tràng cười không ngừng cười vang họ cảm thấy kinh hoàng và khiếp sợ khi họ chuẩn bị chạy bốn nhân vật khủng khiếp xuất hiện một con quỷ khủng khiếp màu đỏ nói với họ hãy đến với chúng tôi chúng tôi phải đi đến nơi mà bạn sẽ sống từ bây giờ chúng tôi đã đồng hành cùng bạn suốt cuộc đời chúng tôi khiến bạn tin rằng niềm vui và tình yêu đối với thế giới là tốt chúng tôi đã khiến bạn tin rằng tiền là tất cả chúng tôi cho phép bạn sống trong sự tuyệt vời bây giờ chúng ta xuống địa ngục một trong số họ nói bạn nói dối bạn là ai địa ngục không tồn tại và bạn đang nói dối con quỷ đó cười và nói tất nhiên là có địa ngục bây giờ bạn sẽ thấy cho chính mình những con quỷ chạy với một tốc độ lớn và bắt chúng khi chúng cố gắng chạy họ bị xích chân và tay và những con quỷ bắt đầu chui vào bóng tối và họ la hét chú giê xuất đã xuất hiện ở nơi mà người phụ nữ đó và những người đàn ông khác đã ngã xuống họ bắt đầu la hét mỗi người trong số họ bị bắt và được đặt các danh hiệu kẻ giả mạo gái mại dâm kẻ ngoại tình những con quỷ bắt đầu tấn công người phụ nữ và những người đàn ông chú giê đã nói với tôi họ đã sống trong hoang lạc và thực hiện hành vi đồi bại tình dục suốt cả ngày ở nơi này bọn họ sẽ ghi nhớ ác ma trong lòng họ để cuộc sống của mình trôi vào cuộc sống lạc thú sự tuyệt vọng đến trong tim họ và bây giờ họ sẽ ở đó mãi mãi tôi đến khi một người phụ nữ bắt đầu bị tra tấn họ đưa cô đến một nơi khác nơi họ bất ngờ tra tấn cô tôi nhìn thấy khi người đàn ông từ chiếc xe tải đang đi và những con quỷ tóm lấy anh ta người đàn ông đó đã bối rối và nói tại sao bạn lại làm điều này anh ta hét lên và đột nhiên một con quái vật đến và ra dấu cho anh ta rằng anh đến đây vì sự tự cho mình là người công chính khi tôi nhìn thấy dấu hiệu tôi hỏi lạy chúa tội lỗi của người đàn ông này là gì chúa nói với tôi tội lỗi của anh ta là tội lỗi của sự phù hợp anh ấy tin rằng vì anh ấy tốt anh ấy có thể đến vương quốc của ta anh ấy tin rằng chỉ vì anh ấy tốt thì anh ấy mới có một vị trí trên thiên đường anh ấy là người tốt anh ấy không nghiện ngập anh yêu gia đình của anh ta đã gọi cho anh ta nhiều lần nhưng anh ta không nghe lời ta ta gọi anh ấy bằng tên nhưng anh ấy phớt lờ ta anh ấy không tin ta không có chỗ trong cuộc sống của anh ấy cho ta mặc dù mọi thứ đều đến từ đức chúa trời anh ấy nói rằng chỉ cần làm điều tốt ở trái đất thì anh ấy sẽ được ở trên thiên đường nhưng bây giờ anh ấy ở đây và đây sẽ là sự dằn vặt của anh ấy cả cuộc đời anh ấy đã cống hiến cho lời của ta và anh ấy không thể chấp nhận rằng bây giờ anh ấy đang ở đây Người đàn ông đó đã hét lên, xin Chúa, tôi muốn Ngài nói chuyện với tôi. Chúa giê đã đưa tôi trở lại nơi đó mà tôi đã kiên ăn. Chúa đã cho tôi thấy một khải tượng và tiết lộ một người phụ nữ cho tôi. Người phụ nữ này đã bị bắt bởi những con quỷ. Người phụ nữ đó khô ráp, và bọc xương. Họ đặt cô vào một cái hố và xích chân cô lại. Người phụ nữ đó hét lên. Tôi nhìn thấy tấm biển 666 và bên dưới nó được viết, tôi đến đây vì trở thành một phù thủy. Tôi nói, "Chúa ơi, người phụ nữ này là một phù thủy." Chúa nói, "Đúng vậy, con trai, người phụ nữ này đã làm nhiều điều ác trên trái đất. Satan đã lừa dối cô ấy bằng nhiều cách và khiến cô ấy tin rằng ta đang ở bên cô ấy. Satan đã khiến cô ấy tin rằng chính ta đã cho cô ấy sức mạnh." anh ấy khiến cô ấy tin rằng ta đồng ý với những gì cô ấy đã làm. Cô thích những hình ảnh trên trái đất. Cô ấy đã làm đủ mọi điều xấu xa và người phụ nữ này đang ở đây bây giờ. Cô ấy đã dâng hiến cho những con quỷ vì nghĩ rằng cô ấy đang dâng hiến cho ta. Ở nơi này, có rất nhiều người cầu cứu vì họ bị giày vò và la hét và ma quỷ cười. Chú nói với tôi, ta muốn con biết đất có rất nhiều sự thờ hình tượng, hỡi con trai. Vào lúc đó, Chúa Giêsu dẫn tôi đến năm ngọn núi và nói với tôi, đêm nay, ta sẽ đưa ngươi đến xứ Hai Ti. Ở vùng đất này, mọi thứ đều xấu xa. Tôi đã nhìn thấy tất cả các loại ma quỷ trong hình ảnh. Trong những hình ảnh khác, những con quỷ đang xuất hiện. Chúa nói với tôi, đằng sau mỗi hình ảnh, có một con quỷ và người dân không hiểu điều này. Con trai, đất nước Haiti này đang khốn khổ đất nước này sống trong đau khổ ta sẽ đưa ra sự phán xét đối với quốc gia này chú đưa tôi đến ecuador và chú chỉ cho tôi một nơi mà những người đàn ông đang thờ hình tượng những con quỷ đi giữa họ và họ không nhìn thấy nó nó thật kinh khủng tất cả những người ở đó đều bị quỷ ám ở nơi đó họ đang thắp nến cho những hình tượng ngài đưa tôi đến bolivia và ngài nói với tôi ở đây cũng có thờ hình tượng biểu tượng của cái ác cái ác ở trong chính phủ và ở khắp mọi nơi ngài nói nào chúng ta hãy đi nơi khác ngài đưa tôi đến venezuela và đưa tôi đến một nơi và nói với tôi ta muốn bạn thấy những gì sẽ xảy ra ở một nơi mà họ sẽ không biết chúng ta đang ở đây chúng tôi đến một ngôi mộ nó trông giống như địa ngục Chúng tôi ở trên không trung và chúng tôi đi vào ngôi mộ và có một bàn thờ trong ngọn lửa. Có một cái giường đá toàn là máu. 16 người vào đó và cuối cùng, một người phụ nữ với chiếc áo choàng đen trùm đầu đi vào cùng một đứa trẻ. Cô bé đó đã khóc rất nhiều, một đứa bé mới vài tháng tuổi ngây thơ. Họ mang cô ấy đến và đặt cô ấy lên trên chiếc bàn đó. Trước chiếc bàn đó là một ngọn lửa và tôi nghe thấy tiếng cười một bóng đen xuất hiện sau ngọn lửa đó và nói hãy bắt đầu cuộc hiến tế đột nhiên người đàn ông mặc áo choàng đỏ và thắt lưng đen bắt đầu hãm hiếp em bé đó tôi bắt đầu khóc và tôi nói với chúa tại sao điều này lại xảy ra chúa nói với tôi con biết rằng thân thể đau đớn tôi biết nỗi đau về thể xác nhưng điều mang lại cho tôi niềm vui nhất là khi linh hồn của một đứa trẻ hay một người đàn ông đến với vương quốc của ta tôi thấy đứa bé đó đang khóc trong đau đớn như thế nào khi người đàn ông cưỡng hiếp đứa bé và đứa bé chết tôi nhìn thấy ngay lúc đó người đàn ông đó đã lấy một con dao găm cắm vào ngực của đứa bé và tạo ra một khe hở chéo và đưa tay vào bên trong khe hở đó và lấy trái tim của nó ra một bóng người bước ra từ cô gái đó và dừng lại trước mặt chúng tôi cô ấy rất đẹp và cô ấy nhìn chúa với niềm vui chúa đến gần cô và ban một nụ hôn trên khuôn mặt của cô gái Hai thiên thần xuất hiện ở nơi đó và cô gái bắt đầu đi lên cùng các thiên thần. Chú phán với tôi, cô ấy sẽ sống với ta mãi mãi trong vương quốc của ta. Tôi thấy rằng họ đã dâng thi thể của cô gái đó cho quỷ. Tất cả các loại ma quỷ xuất hiện và chúng bắt đầu thốt ra những lời nguyền rủa chống lại Chúa. Còn tiếp. https manadivin.com 2022 06 07